gói ma túy này nằm trong túi xách của cô. Vậy mà cô nói không phải là của mình, vậy có nghĩa là sao? Chắc là ai bỏ vô túi của tôi chứ, tôi đâu có biết cái đó là gì đâu chú. Vậy cô qua biên giới để làm gì? Tôi qua bên đó bán khám gạo. Nếu mà anh không tin á, anh hỏi cái chị đi cùng tôi đi. Chị đó bên kia kìa. Cô ấy tên là gì? Chị ấy tên là Hoàng Oanh. Không được lo tên Hoàng Oanh vô trong cái vụ này. Hoàng Oanh không liên quan tới cô. Gói ma túy đó là của cô. Cô nhận nó từ một người quen ở bên Cam chuyển về Việt Nam. Cô nghe rõ không? Cô cứ nhận hết về phần mình. Bọn này không có để cho cô thiệt đâu. Chị này đe dọa tất cả chúng tôi. Hắn nói nếu chúng tôi làm sai lời hắn thì chúng tôi sẽ phải trả giá. Trả giá cái gì chứ? Mọi tội lỗi đều đang đổ trên đầu anh Lâm. Nếu không có anh Lâm thì cuộc sống tôi còn ý nghĩa gì nữa? Sao? Giờ tao đã là cái thá gì chưa? Mày đừng có giả điên với tao. Giờ tao đếm đến ba, mày không gọi cho thằng Lộc thì cái chấm đỏ này sẽ biến thành đầu đạn. Một, hai. Ba. Xe của tôi không có camera hành trình. Bà lại muốn thay đổi lời khai à? Tối hôm đó tôi là người lái xe ra khỏi nhà, chứ Lâm không phải là người cầm lái.